Xin chào quý cô chú anh chị, hôm nay em đến với nhà của chú Quý để giao lưu với cô chú anh chị mình một số phôi mai ha, đế đẹp luôn à. Và có hai cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị, ghép thành phẩm luôn rồi, hàng khá to. Cây cúc thọ hương nha, đế nè, này là tứ quý ha, ghép cúc thọ hương là tàn tròn đều hết trơn nè cô chú anh chị. Ở bên đây một cây nữa ha. Rồi chào khán giả cái luôn chú Quý ơi. Rồi hôm nay Quý xin chào tất cả các anh em mọi người đất nước vừa qua đấu phụ kênh Quý. Hôm nay Quý có dàn số phôi mai cũ và mới các bạn. Đề nghị các bạn ủng hộ giùm cho Quý. Thì trước tiên là cây mã số 61. Cây đầu 61 đầu tiên. Cây đầu tiên của clip là mã số 61 anh cô chú anh chị. Một cây này quái nè. Cây quái nha bạn, cây này khá là quái của chú chị ơi. Dán bay luôn ha. Cây dán bay. Bay dạng cây này nó sai cũng lên một người nghe bạn. Đó, cây nó cũng đâm chồi lại ha cô chú anh chị. Rồi cho con thông số luôn chú Quý ơi. Cây này đo thông số đo trên này không đo dưới được các bạn ơi. 30. Hoành 30. Chiều dài cái rễ là lên cái tàn luôn các bạn. Ngay ngay cái cổ rễ thì cái tàn phóng ra cỡ 30. À, chiều dài của cành phóng là 30 nha. Hết trơn nguyên cái rễ luôn á là 69. À, tổng cây là 69 chiều dài ha cô chú chị. Bề ngang đó là 45. Đường kính bầu là 45. Rồi, cái này báo giá các bạn là 2,5 triệu. À, cây mã số 61 này là 2,500,000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Các bạn, 51 người các bạn. Rồi tiếp rồi, theo luôn 62. Đó, một cây đế nôm. Cây ghế nôm, cây này bonsai ha cô chú anh chị. Cây đế nôm đẹp lắm nha. Cây này nhìn cũng đẹp cây lắm á cô chú anh chị. 62. 62. Rồi cho con xin thông số luôn chú Quý ơi. Chiều cao tới ngọn là 38. 38 chiều cao. Cái hoành. Cái hoành là 41. 41 hoành. Đo ngang cái hàng đế của nó là 40. Đường kính bầu 40 ha. Chiều cao luôn chú Quý ơi. Chưa có chiều cao. Chiều cao lên 37. Cao 37 ha cô chú anh chị. Ừ, cái này quy báo giá các bạn là 2,8 triệu. Ở cây mã số 62 là 2,800,000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Các bạn số điện thoại quý là 0975123089 nha bạn. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo mã số 63. Cái 63 cái bonsai ha. Thăng cũng lắc lượng ha cô chú anh chị. Cây đế đẹp luôn ơi. Đế đẹp ha. Đâm trò rất là mạnh rồi đó cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn chú Quý ơi. 18 hoành. Hoành 18. Chiều cao 46. Cao là 46 của chú chị. Bề ngang 39. Đường kính bầu là 39. Rồi cái này báo giá các bạn là 1,5 triệu. Cây 63 này là 1,500,000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Cây đế đẹp các bạn. Rồi tiếp theo luôn. 64. Cây 64 các bạn ơi. Cây đế quái các bạn. Cây đế quái ha. Đế quái các bạn ơi. Đó. Cây này cũng lực cây lắm các bạn. Đế cũng khá lắm các bạn. Đâm chồi lại vậy ha. Rồi, thông số luôn chú Quý ơi. 34. Cây này là 34. 34 hoành. Cao là 59. Cao là 59 á cô chú chị. Bề ngang bầu là 47. Đường kính bầu 47 luôn. Rồi cây này quý báo giá các bạn là 2,8 triệu. Ở cây 64 này là 2,800,000 bao ship luôn cô chú chị ơi. Bao ship toàn quốc các bạn. Rồi tiếp theo. 65. Cây 65. Cây mini nha. Cây mini các bạn. Cây đế cũng khá đế rồi. Cây này đế đẹp nè cô chú chị. Đế rồi thông số luôn chú Quý ơi. Cây
Cái này 21 hoành. Hoành là 21. Cao lên 33. Chiều cao 33. Đường ngang bầu là 28. Đường kính bầu là 28. Cái này báo giá các bạn là 1.2 triệu. Cây 65 này là 1.200.000 bao ship luôn. Nó chơi lùng nữa càng quái nữa nghe bạn. Rồi, cắt lùng xuống theo luôn chú quý ơi. 66. Một cây lùng lực luôn cô chú anh chị ơi. 66 cây này là đế là khỏi chê, đế đẹp luôn các bạn ơi. Cây này lực cây lắm á cô chú anh chị. Quay chậm chậm nha bạn. Da nó lên da khám hết trơn nha. Đây đế lùng nha bạn. Đế lực mà thăng cũng lực luôn. Rồi, thông số luôn chú quý ơi. Hoành là 38. Đo cái cũ luôn nghe bạn. Cũ đế đó luôn nghe. Đo cái nguyên cái cũ đế nè bạn ơi. Hoành đế. Hoành đế nó là 106. Đế là 1m06 của chú chị. Đế này cũng đặc lắm ha. 96 hoành. Cao, cao 96. Cao 96 của chú chị ơi. Thì ngang bầu là 100. Đường kính bầu 1m. Ủa, lộn quá bạn ơi. Lộn bự lắm rồi. Bầu là 50 quanh. Ha, đường kính bầu là 50 ha cô chú anh chị. Cái này quý báo giá các bạn là 4.5 triệu. Cây 66 này là 4.500.000 luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn. Cái là ghép là dư ý bạn ơi. Rồi tiếp theo luôn. Bốn mười bảy cây 47 67 cây 67 mà lắc lượng ha cô chú anh chị. Cây này đâm trội trơn ha, đế nè đẹp luôn ơi. Đế cũng khá đẹp ha. Rồi thông số luôn chú quý ơi, cây này đâm trội mạnh rồi cô chú anh chị ơi. 30 hoành. Đây dây ra cũng lại là cây cỏ. 135. Cao 1m35. Đây là 40. Đường kính bầu là 40 luôn cô chú anh chị ơi. Quý báo giá các bạn là 2.8 triệu. Cây 67 này là 2.800.000 bao ship luôn. Thằng lắc lượng ha. Gọi quý là 0975130089 nha. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là 68. Cây 68 quá trời bạn ơi. Giót cây luôn cô chú chị ơi. Giót cây luôn nha. Hơi có mặt thẹo chỗ này một xíu. Mặt thẹo nó hơi lớn xíu à. Không sợ nha. Rồi thông số luôn chú ơi. Cái cây thì cái ngọn của nó thì nhỏ xíu rồi bạn ơi. 13. 13. Dưới này cái cũ của nó dưới này á thì nó ra tới 34. Cái cũ là 34 cô chú chị. Hết cái dòng đế luôn các bạn. Dòng đế đó là 81. Hoành đế 81. Chiều cao luôn. Chiều cao lên là 32. Cao lùng nó cắt xuống nữa nha. Cao 32 cô chú chị. Đề ngang là 38. Đường kính bầu 38. Rồi cái này quý báo giá các bạn là 1.8 triệu. Cây 68 là 1.8 triệu. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo 69. Số 69. Đế là cái cũ các bạn. Giống như thú mà nó quỳ cái tay các bạn. Ai muốn chơi lùng cắt lùng nha. Rồi thông số luôn chú quý ơi. Cái này nó có cũ mà đo ngay chỗ cái eo đó thôi là 17. 17 của anh. Tới hết cái cũ của nó luôn nha bạn. Hết cái cũ của nó là 31. Quanh cũ là 31 rồi cô chú anh chị. Chiều cao 55. Cao là 55. Bề ngang 41. Rồi cái này báo giá các bạn là 1.3 triệu. Cây 69 này là 1.3 triệu luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây số 70. Cây một cốt lắc lượng nha cô chú anh chị. Cây này chia cành đều lắm ha. 70 các bạn. Này về mình ghép cũng mau chơi lắm á cô chú anh chị. Đế nôm cao. Đế cũng khá đều ha. Khá đều các bạn ơi. Rồi thông số luôn chú quý ơi. Mười
18. 18 của anh. 105. Cao là 1m05. Bầu là 44. Đường kính bầu là 44. Rồi cái này quý báo giá các bạn là 1.2 triệu thôi. Cây mã số 70 này là 1.200.000, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. 71. Cây này 3 thân nha cô chú anh chị. Đế là 24 giờ luôn. Thân nha bạn. Đế tàn đẹp, chơi tàn thì chơi tàn, rồi ghép thì ghép các bạn. Cây này về đánh tàn dù cũng được ha cô chú anh chị. Tàn dù hoặc tàn thông. Đế nè. Đế đều chân luôn. Cũng cắt xuống luôn, chơi cũng sai cũng được luôn rồi. Rồi, thông số luôn chú quý ơi. Ba mươi hoành. Thứ tư. Cao 1m4. Thì ngang là 51. Đường kính bầu là 51 rồi cô chú chị. Báo giá các bạn 1.7 triệu. Cây mã số 71 là 1.7 triệu bao ship luôn. Bao ship toàn quốc các bạn ơi. Rồi xuống luôn. Tiếp theo luôn. Một cây bonsai lùng lực ha. Bonsai lùng lực 72. Lên da me trơn luôn cô chú chị ơi. Đế đều hết trơn ha. Rồi thông số luôn chú quý ơi. 35. Hoành 35. 42. Cao 42. Thì ngang bầu nó là 41. Đường kính bầu 41 ha. Rồi cái này báo giá các bạn là 2 triệu. Cây 72 này 2 triệu luôn cô chú anh chị ơi. Bao hàng các bạn ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Cây này nó sâu lắm. 73. Rồi 73. Tiếp theo là cây 73 ha. Cây 74. 73. 73. Cũng một cây bonsai lùng lực. Cây này cũng đâm chồi lại vậy ha. Đâm chồi mạnh nghe bạn ơi. Đế cũng lực luôn nghe cô chú anh chị. Rồi thông số luôn chú quý ơi. Cây đế khá nha bạn. 31. Hoành 31. Chiều cao 50. Cao là 50 luôn cô chú chị ơi. Ngang bầu là 52. Đường kính bầu 52. Rồi cây này báo giá các bạn là 2.7 triệu. Cây 73 này là 2.7 triệu luôn cô chú chị. Bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo luôn. 74. Cây 74. Đâm chồi sống khỏe. Đế nơm luôn cô chú chị ơi. Cây 74. Rồi thông số luôn chú quý ơi. 18 hoành. Hoành 18. Cao lên 36. Chiều cao là 36. Bầu là 34. Đường kính bầu 34. Cây này báo giá các bạn là 800.000. Cây 74 là 800.000. Bao ship luôn cô chú chị ơi. Rồi tiếp theo. 75. Cây lùng lực đế 24 giờ luôn. Chi cành đều ha cô chú anh chị. Đây lùng lực đế các bạn ơi. Rồi thông số luôn chú quý ơi. 41 của anh. Hoành 41. Cao tới ngọn cao là 57. Cao 57. Bề ngang là 58. Đường kính bầu 58 luôn cô chú anh chị. Rồi cây này quý báo giá các bạn là 3.8 triệu. Cây 75 này 3.800.000 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo luôn. 76. Cây 76. Cây 76 các bạn ơi. Cây này nó lên xù ha cô chú anh chị. Xù hết trơn, nu 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 nách đây luôn. Dưới hết trơn rồi.
6. Đế cũng đều ha. Cây này đế cũng tương đối khá đó cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn chú quý ơi. Cái này là 37 hoành. Hoành 37. 47. Cao 47. Cái này là 48. Đường kính bầu là 48 ha. Cái này báo giá bạn 2.8 thôi. À, cây mã số 707 2.76 là 2.8 ha cô chú anh chị. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây mã số 77. Lùng lực ca. Mã số 77. Cây tầng thống nha các bạn. À. Lên cũng mạnh rồi. À, à cô chú anh chị. Đế cũng đều ha. Đế cũng đẹp các bạn. Cây này nó bị cái lỗi này. Cái này lỗ rồi bà ơi. Lỗi này ha. Lỗi. Nó bị cái mạch giữa này. Cái này liền rồi ha cô chú chị, không sao ha. Rồi thông số luôn chú quý ơi. Lên da me hết trơn. 42. 42 hoành. À, tàn phóng ra 31 rồi cô chú anh chị. Chiều đó, cao. Chiều cao của nó là mặt đế lên cái tàn phóng là lên cái cột giữa đi. Đây nãy đo kia rồi là 45. Cao 45 rồi cô chú anh chị. 47. À, đường kính bầu là 47. Rồi cái này quý báo giá bạn 3.2. À, cây 77 này là 3.200.000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Tiếp theo cây 78 luôn. Bảy mươi tám một cốt ha. À, một cốt 78 một cốt các bạn. Đế cũng khá đều ha cô chú anh chị. Cây này nó cũng đâm chồi lại hết rồi, đâm chồi mạnh hết chân rồi. Rồi thông số luôn, đen như mẫu cái sao chân bạn ơi, mạnh khỏe đàng hoàng nha. Thông số luôn chú quý ơi, nó ở dưới đất lâu quá nó hơi đen chút. Cây này 30. 30 hoành. 67. Chiều cao 67. Đề ngang của cái bầu của nó là 48. Đường kính bầu là 48 ha. Rồi cái này báo giá các bạn 1.6.000 à. Cây 77 này 1.600.000 bao ship luôn. 1.600.000 bao ship luôn. 78. 78. À, 1.600.000 ha cô chú chị. Các bạn ơi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây 79. À, cây này đế cũng dữ lắm ha, lực cây luôn. Cây 79. Cây này khá to ha cô chú anh chị. Đế đẹp luôn các bạn ơi. À, đế đẹp đang luôn. Anh chơi gì nữa chơi. Cây này đâm chồi mạnh ha, chi cành đều ha cô chú anh chị. Cho bạn coi luôn. Rồi thông số luôn chú quý ơi. Cái này là 45 hoành. 45 hoành. Cao lên 117. Cao 1m17. Đường ngang là 64. Đường kính bầu là 64 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cái này báo giá 5.500.000. Cây 79 này 5.500.000. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây 80. À, đế cũng quái nè ha cô chú anh chị. Đế này đế quái, đế thú các bạn. Đế thú quái. À, tâm trời lại hết rồi. Mạnh rồi nghe bạn. Thông số luôn chú quý ơi. Thông số luôn. 23. 23 hoành. Chiều cao này lên là 37. Cao 37. Đo cái đế dài của nó bà là 33. Đường kính bầu 33. Đường kính bầu thì nó tới 43 là 4. Đường kính bầu là 43 cô chú anh chị. Đo hai ghế là 33 các bạn. À. À. Rồi cây này quý báo giá các bạn là 1.500.000 thôi. 80 này là 1.500.000 bao ship luôn. 1.500.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp rồi, theo rồi. Luôn. Cho xuống. Tám mươi mốt. Cây 81 đế đẹp các bạn. Cây bonsai ha.
đây đế đẹp, cây bonsai đế đẹp luôn, chi cành nè của chú chị đang nằm tượng lên nha. Đế dữ lắm ha. Đo thông số bạn luôn này, 30 hoành, cao lên là 69, chiều cao 69, ngang bầu là 55, đường kính bầu là 55 cô chú anh chị. Cái này là quý báo giá các bạn là 4,5 triệu. Cây lên luôn hết trơn các bạn. Cây 81 này là 4,500,000 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Thế dữ lắm rồi. Rồi tiếp theo luôn. Ba người đi. Okay. Hai ba vô. Cây này khá là nặng ha, quéo tay luôn. Một cốt không cao ha cô chú anh chị. Chi cành khá là đều ha. Cây này thì có lỗi ngay chỗ này. Ngay chỗ này lỗi nè. Để cục đi trứng lên nghe bạn nè. Cục lọc trà bá nè cô chú anh chị. Đúng chơi thì cắt cái này bỏ đục luôn thành cái cây quái thú các bạn. Đục luôn thành cây quái thú nha. Cây này là ngày cái ủ mối hay gì đó nằm đây nè. Không bị gì ha, trên này thì nó bị lỗ này trên đây xíu ha cô chú anh chị. Đế thì cây này khỏi chê rồi. Đế cục đế chính luôn các bạn nè, cục cục nguyên cái dàn đế đặt ở phía trong nè. Bên đây cũng vậy nè, bên đây nguyên cục đặt luôn các bạn. Tăng này. Này chơi số 82 các bạn. Rồi, thông số luôn chú quý ơi. Cái này là 52 hoành, chiều cao lên là khoảng 2m. Cây này cao khoảng 1m8 tới 2m đó cô chú anh chị ơi. Đây 76, đường kính bầu là 76 ha. Rồi cây này báo giá các bạn là 11 triệu. Cây 82 này là 11 triệu luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi quý là 0975 123 009. Rồi tiếp theo luôn. Bữa nay mà không xong nữa là tao đưa mày xuống, nó cắt hai rồi, rồi luôn. Xuống luôn. Tiếp theo. Số 83 là một cây tàn luôn của chú anh chị ơi. Ba người đi. Trời đứt không ta. Tàn thông tròn đều á cô chú anh chị. Tàn tròn đều hết trơn rồi. Cây này về mình chỉ cần vô chậu mình chơi thôi cô chú anh chị ơi. Cây tàn đẹp luôn các bạn ơi. Đế nè, đế cây này khỏi chơi luôn ha. Đế đều luôn các bạn ơi. Đế đều gan luôn. Chi cành nè ha. Cây này một cốt á cô chú anh chị. Rồi thông số luôn chú quý ơi. Thông số bạn luôn. Ở trên là 32. 32 hoành ngay vị trí đó nha. Đó tủ luôn nha bạn. Tủ dòng tủ nha. Dòng tủ thôi nha. Được rồi. Dòng tủ nha bạn ơi. Ngược thước rồi, ngược thước rồi. Không có ngược. Đúng thước rồi. Lên quậy đó. Cái này là 96, dòng cũ. 96 hoành cũ à cô chú anh chị. Cái này chiều cao đó lên là khoảng 2m. Cây này cao khoảng 2m cô chú anh chị ơi. Các bạn. Đó. Tàn là 2-3 lượng chắc nha. Cái tàn này khoảng 1m2 á cô chú anh chị. Thì cái tàn này đâu có 1m2 được. Cái tàn này nếu mà nó chiều cao đó, nó chiều bây giờ được. Dòng tròn của nó là cả 3m nha bạn ơi. Rồi cây 83 này giao lưu nhiêu chú quý? Cây 83 này giao lưu 6 triệu. Mã số 83 là 6 triệu luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là hai cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Bỏ trên chậu. Cây 84. Cây này là gốc tứ quý nha cô chú anh chị. Đế là đặt hết trơn ha. Dạ dạ. Rồi
nè, đế nè, cô chú anh chị thấy không? Đế là cứ ngắt luôn ha. Chi cành là ghép là đủ tàn hết trơn luôn rồi đó cô chú anh chị ơi. Cây này là Tết mình chỉ cần mình chơi thôi. Hoành là 45. 45 hoành. Chiều cao cái ngọn nó ghép thẳng luôn đó là lên tới 50. Mấy rồi? Chiều cao lên đây là gần 100. Ờ, chiều cao là 1 mét ha cô chú anh chị. Tính đế thôi nghe chứ không có tính bầu là 65. Đó, đế là tới 65 đường kính nha cô chú chị. Đế trồng do luôn. Chậu hiện nay hiện nay là chậu 8 nha các bạn. À. Chậu hiện tại là chậu 8. Chị là chỉ cây này là chỉ bao xếp 200 km đây tới Sài Gòn đồ Bình Dương thôi nghe bạn. Đó, cây này chỉ bao xếp 200 thôi ha. Rồi cây 84 này giao luôn nhiêu vậy chú? Cây này là 18 triệu các bạn ơi. Cây 84 này là 18 triệu ha. Bao ship 200 km ha cô chú anh chị. Tiếp theo 85. Cây 85 này mai vàng. Mai vàng các bạn ghép nha. Mai vàng ghép cúc thọ hương. Ghép cúc thọ hương nè. Cúc ghép là lớn hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi thông số có luôn chú quý ơi. Thông số đó, trên này các bạn. Này là thành phẩm hết trơn rồi. Này là 62. 62 hoành. Cao 1,5 luôn cô chú anh chị ơi. À. Cái này là cũng chậu 8 ơi các bạn. Đế nè. Ơ chậu 9 nha các bạn ơi. Này chậu 9. Cái này là chậu 9. À đế nè. Ờ ghép cúc thọ hương. Này cúc thọ hương ha, đây. Cái bông cao quá không thấy. Đây nè. Cái này báo giá các bạn là 22 triệu. Cái bông nhóc cánh hết trơn nha cô chú anh chị. Cái mặt thì khó thấy quá. Đây. Có cái bông đây. Đó cô chú anh chị xem ha. À. Cái bông này cỡ 30 cánh á, 30-34 gì đó. Quên rồi, quên số rồi. 36 cánh. À. Từ 34 cánh trở lên 4 mấy cánh rồi. Cây này giao lưu nhiêu chú quý? Cây này giao lưu các bạn là 22 triệu. Cây mã số 85 này là cây mai vàng ghép cúc thọ hương ha. 22 triệu bao ship 200 km ha cô chú anh chị. Rồi, cũng chào khán giả các luôn chú quý ơi. Trước khi dứt clip video, quý thân ái kính chào tất cả các anh em vừa qua đã xem kênh ủng hộ quý. Chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe và gia đình được nhiều hạnh phúc. Thân ái kính chào. Rồi cô chú anh chị nhớ ủng hộ chú quý ha. Để chú quý đi tìm những phô mai đế đẹp để về giao lưu với cô chú anh chị nha. Em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.